Vâng, tin hiền chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh với em. Đó, trên hình các bác đang coi thì đó là cái bộ LED V3. Đấy, lâu lâu em không quay với bác này. Em còn có mấy bộ nữa. Đấy, bác nào mà thích cái sản phẩm này thì liên hệ với em nhé. Mặc dù thì Tết nó xong rồi nhưng mà cũng rất nhiều bác thích cái sản phẩm này để về trang trí. Ngày thường thì mình vẫn có thể trang trí được. Các bác dán trong nhà nhưng mà trời được hết luôn. Đấy, chủ yếu là mình trang trí decor nó đẹp. Rất đẹp luôn nhá. Đây. Đó, thực tế về sản phẩm này em đang quay nhá. Nó lên rất ok luôn. Đấy, về các bác có thể dán lên tường. Giá thì em báo luôn 150 ngàn một bộ nhá, 150 ngàn bộ. Đấy, giờ em sẽ đi vào quay chi tiết với cái sản phẩm này. Đó, rất ok luôn nhá, cực kỳ đẹp luôn này. Đây, thấy không? Rất đẹp luôn đấy, nó bắn lên, nó tỏa lên đúng như kiểu pháo thật luôn nhá. Đó, về làm đèn, cái này em dán thì nó chưa được đẹp lắm. Về các bác dán, các bác căn chỉnh, cân đối lại rất là ok luôn. Đó, đây nha mọi người, cái sản phẩm thì nó sẽ nhảy, nó sẽ nguyên hộp nhảy các nhá, đấy nguyên hộp nhảy, và nó dùng cái nguồn là cái nguồn nó chỉ có cái nguồn 5V thôi ạ, nó rất là cái nguồn nó rất là ok, vừa dễ dàng kiếm mà cái nguồn nó không lo nó chập cháy, vì cái nguồn này nguồn 5V, nguồn là ví dụ như các bác dùng những cục sạc điện thoại này, là có thể cấp nguồn được cho các sản phẩm mình rồi. Đó, lên mã em sẽ cái bộ led pháo hoa nhá, led pháo hoa em còn có ít nữa thôi, đấy bán nhanh bác luôn, giá sẽ là 150 ngàn một bộ nhá. Đấy, thực tế các bác coi đầu video rồi, rất đẹp luôn. Đó, xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Đó, xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng với em thì nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán nhá. Đó, đây, cái bộ này thì em đã lắp sẵn cho một khách muốn mua về dùng này. Đấy, thì bác nào nếu mà có yêu cầu muốn lắp sẵn thì em bên em có thể lắp sẵn đấy bác, về là các bác chỉ việc là bóc cái băng dính nha các bác dán thôi. Đó, thì ở đây đây cái bộ này thì nó rất là dễ. Đấy, thì đầu tiên nó sẽ có một cái cọng dây nguồn các bác kết nối đây. Đấy, cổng nó nguồn vào của nó sẽ là cái cổng USB nhá. Đấy, cổng USB cổng 5V. Đấy, ví dụ các bác có những cái cục sạc điện thoại hay là các bác lấy cái cục sạc điện thoại này các bác cấp vào đây, cắm vào đây là nó sẽ cấp nguồn được cho cái này và nó sẽ sáng lên. Đấy, sáng lên như kia kìa. Đấy, sáng đây các bác đang coi này. Đấy, nó sẽ sáng lên như kia. Đó, thấy không? Kia sáng lên như kia kìa. Đó, rồi. Quay trở lại với cái bộ này thì về các bác lấy lần cho em một cái dây nguồn chính này. Đấy, cái dây nguồn chính nó sẽ dài hơn. Đấy, và các bác kết nối vào với lại cái đầu nguồn này của nó này. Đấy. Sau đó là các bác kết nối và các bác sử dụng thôi. Con này thì dễ dàng lắp đặt, dễ dàng sử dụng. Đấy, thì khi mà kết nối thì đây, nó sẽ nhờ. Nó sẽ có một cái dây nguồn chính đi lên này. Đấy, dây nguồn chính đi lên thì nó sẽ đi vào trong cái bộ này và bắt đầu là tỏa những cái cánh ra. Và về các bác bóc cho em cái lớp băng keo ra, đằng sau nó có một lớp băng keo. Đấy, các bác bóc cho em cái lớp ra. Đấy, sau đó các bác dính trực tiếp lên. Ở đây nó có cái dính sẵn rồi này. Đấy, rất dính luôn nhá. Cái này thì các bác dính tường tiếc rồi các thứ cho em thoải mái luôn. Đó. Nói chung là dễ dàng lắp đặt lắm. Còn bác nào muốn yêu cầu bên em lắp đặt sẵn cho thì bên em sẽ hỗ trợ là lắp đặt sẵn cho các bác nhá. Về các bác chỉ việc là bóc cái miếng băng dính đằng sau này ra là các bác dính lên như nhà em vừa quay cho bác coi đấy. Đấy thì có dính sẵn và có đi kèm đó là một cái tay điều khiển thì các bác có thể điều khiển từ xa. Đấy, bật tắt này, rồi là tăng giảm, rồi là nói chung là điều chỉnh các chế độ sáng, rồi là màu sắc, nói chung là các bác tinh chỉnh toàn bộ ở trên cái điều khiển này. Đấy, vì cái điều khiển này rất là hay. Đấy, thì các bác có thể điều chỉnh từ xa, tinh chỉnh các chế độ nháy nhiếc các thứ nhá. Đấy, thì các bác điều chỉnh cho em qua cái điều khiển này. Đó, thì là 150 ngàn một bộ led pháo hoa nhá. Lên mã em sẽ là bộ led pháo hoa 150k bộ. Ngoài ra thì nếu mà bác nào chưa có cục nguồn thì các bác có thể tham khảo cục nguồn của Samsung nha. Cục nguồn này thì cái đầu ra của nó sẽ là đầu ra 5V, công suất sẽ là 2A nhá. Đấy, thì nó rất là phù hợp với lại cái bộ led pháo hoa kia. Thì nếu mà các bác nào muốn mua kèm thêm cái cục nguồn này thì tại em đang bán cái cục nguồn của Samsung nha, với giá sẽ là 30k nhá. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ cái cục sạc 2A của Samsung. Đấy, cục sạc 2A. Cục sạc 2A này. Giá của nó sẽ là 30k một cục nhá, 30k một cái cục sạc 2A này, chỉ có 30 ngàn thôi. Đấy, của Samsung nhá, dùng rất là hay luôn. Về các bác có thể là cấp nguồn cho cái bộ led pháo hoa này, hoặc ví dụ các bác có thể mua về mình cắm sạc điện thoại các thứ cho em được luôn. Đó, 30k một cục củ thôi nhá, giá rất hạt rẻ bình dân. Đó, còn là bộ led pháo hoa thì là 150k. Thì bác nào chưa có thì mình có thể là mua thêm cái cục này, còn nếu mà các bác có rồi thì các bác về tận dụng cái cục ở nhà cũng được, không vấn đề gì. Đó, led pháo hoa 150k một bộ led pháo hoa. Còn cái cục nguồn sạc 2A này là 30k, cái cổng ra của nó sẽ là cổng USB. Đấy, còn cái cổng nguồn vào thì cái chân vào nó sẽ là chân điện 220 các bác nhá.
Rồi cái mặt hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái chai xịt hôi chân. Đấy, bác nào đây hiện tại đang bị hôi chân, thối chân. Đấy thì các bác mua cho em cái chai xịt này về, nó tiêu diệt 99% vi khuẩn nấm gây bệnh hôi chân thối chân này. Đấy rồi là giữ lúc nào cũng 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 theo mát này. Đấy, chân cũng khô thoáng nhá. Nó chứa một cái hàm lượng nano bạc. Đấy là khi mà các bác xịt vào nó rất là khô thoáng luôn, và bản thân em cũng đang dùng thực tế sản phẩm này rồi. Đấy, em cũng là một người rất là hôi chân thối chân luôn. Nhưng mà các bác xịt vào cảm giác mà các bác đi giày đi tất đi chân của bác vào cảm giác nó thoáng hơn, mà khi mà các bác đi cảm thấy thoáng thì nó sẽ không bị mùi nhá, không bị mùi, không bị hôi chân, không bị thối chân nhá. Đấy, đặc biệt các bác nào hôi chân thối chân các bác mua về xịt cho em, xịt trực tiếp vào trong giày này, trong tất này. Đấy, xịt trực tiếp vào trong giày, trong tất. Đây nó là dạng hơi hơi này. Đấy, nó dạng hơi khi mà xịt vào rất là mát luôn. Đấy, xịt vào nó dạng hơi rất là mát và nó ra cái mùi hương rất là thơm đó, dạng hương chanh đào rất là thơm luôn nhá. Về các bác xịt trực tiếp vào trong giày này, xịt lên tất này, xịt lên bàn chân của bác, ok luôn, báo giá bác luôn nhá. Lên mã em sẽ là cái chai xịt hôi chân, bên em là gửi bác giá chỉ có 30.000 một chai thôi, 30k một cái chai xịt hôi chân này, 30k một chai. Đấy, nói chung là về dùng hay lắm. Đấy, bác nào mà hiện tại đang đi mà chân nó ướt nhẹp đấy, đấy rồi là nó hay hôi thối, xịt vào cảm giác nó khô thoáng đi thích cực kỳ luôn đó, 30k một chai xịt hôi chân nha. Rồi cái mặt hàng tiếp theo thì em lên luôn cho các bác, đó là cái bộ hút dầu rửa bát này. Đấy, lên mã xem cái bộ vòi hút dầu rửa bát nhá. Đấy, vòi hút dầu rửa bát, bộ này thì em báo giá luôn, vòi hút dầu rửa bát nhá. Đấy, dầu rửa bát giá của nó thì sẽ là đi 80.000 một bộ nhá, 80k một cái bộ hút vòi hút dầu rửa bát này, 80k. Về nhà các bác mà ở cái chậu rửa bát thì các bác mà hiện tại đang dư một cái lỗ ấy, thì các bác mua cho em cái bộ này về các bác lắp đặt vào rất là hay luôn nhá. Đấy, về các bác bình thường là các bác hay để những cái chai dầu rửa bát ở trên bàn bếp có thứ rồi nó rất là mất thẩm mỹ này, rồi là nó nước nôi thứ là nó dính dáng mà nó bừa bộn nhá, nhìn nó phức tạp, nhìn nó bị mất mỹ quan các thứ rồi, nhìn không đẹp ấy. Đấy, rồi là nó mất vệ sinh, thì các bác mua trang cái bộ này về nhá, dùng rất hay luôn. Đây, cái bộ này thì cực kỳ dễ dàng lắp đặt luôn. Đấy, về các bác ở chậu rửa bát nào bây giờ là thường như nó có để dư đó một cái lỗ thì về các bác xỏ cho em cái bộ này vào. Đấy, sau đó các bác siết cho em cái đai này vào, đấy nó có cả cái đai siết này. Đấy, các bác siết cho em cái này vào nhé, siết cái này vào để nó cố định này, và đây là cái phần để hút lên này, các bác ấn vào đây thì nó sẽ hút lên nhá, ấn vào đây hút lên, và một cái dây nhá, một cái đoạn dây để các bác dòng từ cái đầu nối này xuống đến cái can rửa bát, các bác để cái can rửa bát ở dưới gầm ấy, bác dòng nó xuống. Đấy thì các bác kết nối cái này với lại cái kia, là các bác dòng cái dây này xuống thì nó sẽ hút từ cái can rửa bát từ dưới gầm lên đến bên trên để các bác lấy cái dung dịch rửa bát từ ở đây ra luôn, không cần phải chậu rửa chai dầu rửa bát để lên trên bàn rửa bát rồi các thứ nhìn nó lỉnh kỉnh lồng cống rồi là nó bẩn thỉu. Đấy, các bác mua cho em bộ về nó chỉ có 80.000 thôi, cực kỳ dễ dàng lắp đặt và rất là dễ dàng sử dụng luôn. Lên mã em cho cái bộ vòi hút dầu rửa bát nhá. Đây, em sẽ cho bác xem một cái video thực tế về cái sản phẩm này. Thiếu trong căn bếp thì bạn chắc hẳn rất nhiều bạn đây không biết cái lỗ ở trên bồn rửa bát này có tác dụng gì đúng không? Nhưng mà sau một hồi vào vạch thì mình phát hiện ra thì đây là cái chỗ để lắp những cái vòi mở rộng, những cái vòi hút dầu rửa bát như thế này, hoặc là những cái vòi của máy lọc nước. Quay lại với nhân vật chính thì như các bạn đã thấy, đây là một cái vòi hút dầu rửa bát. Mình đã dùng cái này thay thế cái chai dầu rửa bát mà có lẽ rất nhiều gia đình các bạn ở đây đang sử dụng, rất bẩn và rất là bất tiện. Thay vì mỗi lần rửa bát phải dùng một cái chai nhầy nhụa như thế này thì bây giờ bạn chỉ được ấn thôi. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng mà từ khi mình dùng mình cảm thấy nó rất là tiện. Mình không còn phải châm dầu rửa bát từ chai to và chai nhỏ nữa. Và ngoài ra cái chỗ để những chai dầu rửa bát trước kia nó rất là bẩn, bây giờ nó đã sạch sẽ hơn rồi. Ngoài ra vòi này cũng làm từ thép không gỉ nên các bạn không cần phải lo bị gỉ sét trong quá trình sử dụng đâu nhé. Tổng kết lại thì đây là món đồ rất là hữu ích mà chị em nội trợ không nên bỏ qua. Mình để sản phẩm ở đây nhé. Sắp sang 2023 rồi mà các bác vẫn để những chai dầu rửa bát trên bàn như này ư? Trông rất bẩn và bừa bộn. Ở đây chậu rửa bát nào cũng có cái lỗ này các bác này. Bỏ vài chục nghìn ra mua bộ vòi hút dầu rửa bát này về các bác ơi. Giờ thì các bác có thể mua hẳn can dầu 5 lít về dùng dần rồi. Sắp sang 2022. Từ khi có bộ đầu bơm nước rửa chén này là nhìn căn bếp của em gọn gàng hẳn lên, bởi em tận dụng được cái lỗ tròn nhỏ ở bồn rửa này. Kết hợp với bộ đầu bơm nước rửa chén nữa thì tiện lợi lắm luôn. Với đầu bơm làm bằng inox kết hợp với dây silicon dài 1,2m này thì phù hợp với hầu hết mọi loại bồn rửa cao thấp khác nhau nên mọi người không phải lo. Chất liệu thì bền bỉ, phù hợp với môi trường ẩm ướt nên dùng được trong thời gian dài luôn. Cách sử dụng thì rất đơn giản, chỉ cần ấn vài cái là nước rửa chén dễ dàng được hút lên rồi. Nên mọi người quan tâm đến sản phẩm thì tham khảo ngay ở phía bên dưới nhé. Từ khi có bộ đầu đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy thì ví dụ như cái can rửa bát này các bác chỉ việc để trong gầm thôi. Đấy, sau đó các bác lấy mở cái lỗ ở trong nhà ra. Đấy, các bác xỏ nó xuống, siết cho cái phần đai bên dưới vào như này này. Đó, siết vào, sau đó các bác cắm cái phần còn lại vào trong can rửa bát, là các bác chỉ việc ấn thôi là tự động nó sẽ hút dầu rửa bát lên rất tiện. Đấy, các bác đỡ phải để những cái can rửa bát ở trên cái gian
gian bàn bếp của thứ nhà mình nhá. Đấy, nó đỡ nhầy nhụa bẩn thỉu thứ ra. Nước nôi. Đấy các bác để can rửa bát là mua cho em hẳn cái can 5 lít về mình dùng lâu dài luôn. Cắm vào. Đấy các bác chỉ việc ấn này. Ấn này là tự động rửa bát nó sẽ hút lên và nó sẽ cho ra. Rửa bát là các bác lấy chỉ việc dùng nhá. 80.000 một bộ này. Cực kỳ dễ dàng lắp đặt mà nói chung sử dụng gia đình rất hiệu quả luôn. 80.000 bộ, nói chung là cái bộ này các bác nên mua nhá. Đúng không nhá. Nên mua về các bác lắp đặt gia đình nhà mình hay lắm. Rồi cái mã hàng tiếp theo em lên luôn cho bác, mã hàng đó là cái bộ dao cạo lông. Cái bộ này lâu hôm qua đây bác coi này. Đấy, một bộ này sẽ gồm có 40.000 nhá. Một bộ này bao gồm là mà sẽ có giá là 40.000 một bộ nha. Đấy, bao gồm là một cái thân dao. Đấy, tay cầm cán gỗ, đây là cái phần dắt lưỡi dao và đi kèm với bác là một cái hộp lưỡi bao gồm 10 lưỡi nhá. Một bộ này là sẽ có giá là 40.000 một bộ này. Cứ lên mã giúp em cái bộ dao cạo lông nhá. Đấy, bộ dao cạo lông. Về các bác dùng để cạo lông heo các thứ này. Đấy, rồi các bác sử dụng mình dùng để cắt gọt rất là ok. Đấy, dao cạo lông. Giá của nó sẽ là 40.000 một cái bộ này, bao gồm là một thân dao đi kèm đó là một cái hộp 10 lưỡi nhá. Đây. Đấy em lấy bác con này. Đấy, ở đây em cái lưỡi anh em đang xài đây. Đấy thì về các bác chỉ việc là dắt lưỡi vào đây này, vào cái khe này. Đấy, xong đó các bác đun vào đây nhá. Đấy các bác đun vào. Đấy thì nó sẽ thành một cái con dao. Đấy các bác có thể dùng, ví dụ như các bác dùng nhỉ, các bác dùng để các bác cạo lông heo nhá. Đấy các bác dùng để các bác gọt cạo lông heo, rồi các bác ví dụ các bác dùng, mình dùng để mình tỉa tót các thứ ra. Đấy, tỉa tót thân gỗ rồi là sử dụng trong nhiều việc, trong nhiều những cái công việc khác nhau nhá. Ở đây có lưỡi dao. Những cái lưỡi dao này thì nó cực kỳ sắc bén luôn, nên các bác dùng cũng nên cẩn thận nhá. Đấy, tránh chạm đứt tay rất nguy hiểm. Đó. Lưỡi dao rất sắc bén đấy. Đó đi. Khi nào mà các bác thay dùng xong thì các bác có thể là dùng các bác lấy ra các bác thay ra. Đấy mình thay lưỡi khác và các bác xài thôi. Đấy có thể thay được lưỡi khác các bác xài liên tục luôn nhá. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là một cái bộ dao cạo lông bao gồm là một thân dao nhá. Đấy, một thân dao đi kèm bác là một cái hộp 10 lưỡi này nữa là sẽ có giá là đi 40.000 một bộ nhá. 40.000 một bộ, lên mã em xem cái bộ dao cạo lông nhá, 40.000 một bộ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ nước hoa ba lọ này, lên mã áp sẽ cái hộp nước hoa ba lọ nha, em báo giá luôn một cái hộp nước hoa ba lọ này với mức giá cực kỳ là dễ mua luôn. Hộp nước hoa, đấy, hộp nước hoa này, nước hoa ba lọ nhá, giá của nó sẽ là 90.000 cho một cái hộp nước hoa ba lọ này, các bác có thể mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng cho em nhá. Đấy, hàng mới nguyên xeo nguyên hộp này, mùi rất là thơm nhá. Nó sẽ gồm có là ba lọ với lại ba mùi hương khác nhau. Đây, nguyên sale luôn ạ, nguyên sale luôn. Cái này em bán khá nhiều đấy, các bác hay mua về tặng làm quà. Đấy, hay mua về tặng làm quà hoặc các bác mua về sử dụng mình làm thơm phòng, thơm nhà, thơm người. Đấy, rồi các bác để trên xe tô cũng rất là thơm luôn. Đây, nó sẽ gồm có là ba lọ nước hoa nhá, ba lọ với ba mùi hương khác nhau nhá. Đây, màu hồng này dành cho phụ nữ này. Đấy, màu đậm đậm này dành cho đàn ông này. Đấy, rồi là một cái màu trung tính dành cho phụ nữ, cả phụ nữ đàn ông. Đấy, nó nhiều hương vị cà phê nhá. Đó thì nó sẽ có ba màu, ba lọ, ba mùi, ba màu khoa nhau nhá, rất là thơm luôn. Mùi thơm thoang thoảng nhẹ hàng lưu hương lâu, các bác dùng đa năng, dùng làm nước hoa, xịt thơm phòng, thơm nhà, đến xe ô tô, rồi là xịt thơm quần áo rất ok luôn. Đấy, về các bác mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng cho em ok. Đấy, hàng của nó mới keo nguyên hộp nha, vẫn còn siêu luôn này. Lên mã em sẽ được cái hộp nước hoa ba lọ nhá. Một hộp này là 90.000 cho một hộp nha, là một hộp là bao gồm là ba lọ nước hoa với ba mùi hương khác nhau nhá. Đấy, hộp nước hoa ba lọ 90.000 một hộp, mùi thơm thoang thoảng nghe dùng thích lắm. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng rất là hay để các bác về sử dụng, đó là cái đèn học chống cận này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn học chống cận nhá. Cái con đèn học này nó có cả tích điện luôn, các bác rất là tiện mình tiện cho việc di chuyển mang đi mang lại, hoặc ví dụ như là trong điều kiện là mất điện mình không có đèn à, mình không ánh sáng thì mình dùng, mình bác mua cho cái đèn này về. Đấy, nó có cả chế độ điện tích điện luôn. Đây, nguyên hộp này mới keng luôn nhá. Đó, thì về các bác mở ra, sau đó các bác mở cho em này ra. Đấy, bấm nút đây đèn nó sẽ sáng này. Đấy thì đèn nó sẽ có ba chế độ màu nhá. Đấy, chế độ thứ nhất này, chế độ thứ hai này, chế độ thứ ba này. Đấy, ba chế độ sáng, một này, hai này, ba này. Đấy, ba chế độ sáng nhá, sáng nhất vừa này, sáng tối này, sáng vừa này, sáng nhất này. Đó, nói chung là thoải mái các bác dùng để làm việc học tập này, cho các con nhỏ là mình học tập làm việc nhá. Và cái đây là cái phần hũ đằng sau thì các bác dắt đằng sau cho em. Đấy, các bác dắt đằng sau để ví dụ như là mình để đây để các bác cắm cho các cháu là mình cắm bút vậy này. Đấy, ví dụ như có bút các bác để đây, các cháu là mình để đây. Đấy, chỗ này để bút. Đấy, và đằng sau của nó đi là một cái cổng sạc nhá. Đấy, chân của nó sử dụng với cái chân micro USB. Đấy thì đi kèm nó sẽ có một cái cọng dây cáp sạc này, các bác cắm vô đây.
và các bác cắm trực tiếp với nguồn sạc 5V đấy, cái cục sạc điện thoại của sạc hai cục sạc em vừa quay đầu video đây. Các bác có thể dùng cái cục nguồn của Samsung này này, cùng một cục này bên em đang bán là 30 ngàn đi này. Đấy thì các bác có thể mua cái cục này về, các bác cấp nguồn cho cái đèn này, không phải là cấp nguồn mà ý là cấp nguồn để các bác sạc cho cái đèn này. Còn khi mà sạc đầy rồi thì con này nó có thể là có pin trong sẵn này này thì nó có thể tích điện nha. Đấy, nói chung là rất là tiện. Đấy, bấm thì các bác bấm vào đây để nó cảm ứng nó bật lên này. Đấy, đèn khá là sáng nhá. Đây. Đấy, đèn khá là sáng, ok luôn. Ánh sáng màu vàng trung tính nhá. Đấy, kiểu vàng, vàng trắng lẫn lộn trung tính, nên là ví dụ như các bác học tập làm việc bằng cái ánh sáng này, nó thứ nhất nó đỡ mỏi mắt này. Đấy, mà thứ hai là nó chống cận. Đấy, đặc biệt là cho dành cho bé nhà mình. Đấy, dùng cái ánh sáng rất là tốt cho mắt luôn. Rất là hợp lý nhá. Và hai của sản phẩm này nó có tích điện các bạn, có tích điện nên là ví dụ mỗi lần mà các bác đi làm di chuyển mà mọi lúc mọi nơi thì lúc nào cũng có cái đèn này. Đấy, hoặc là ví dụ là trong trường hợp là mất điện mất đóm rồi, mình các cháu mình không có điện học bài thì đây lúc nào cũng có ánh sáng để các bác cháu mình học bài luôn, rất ok nhá. Nói chung là hay lắm, một chiếc đèn rất hay, bán khá là nhiều, giá thì bình dân thôi, chỉ có là đi 70k nhá. Đấy, khi nào mà dùng xong thì mình có thể gấp gọn và cất cất đi hoặc mang đi mang lại, rất ok. Lên mã em sẽ là cái sản phẩm là cái đèn học chống cận. Đó, đèn học chống cận có tích điện không nhá, có cả chế độ tích điện luôn. Đấy, khi mà hết pin thì các bác lại cắm sạc và các bác xài. Đầy pin thì các bác lôi là các bác sạc nhá. Đèn học tích điện này, đèn học tích điện chống cận nhá. Giá của nó sẽ là 70k một chiếc thôi, chỉ có 70k một chiếc, giá rất hạt rẻ bình dân mà sản phẩm dùng ok lắm. Đó, đèn học tích điện. Có tích điện, có chế độ chống cận nhá, 70k một bộ này. Đấy, bao gồm là cả cái giọng cộng dây cáp sạc này nữa. Đó, khi nào mà hết pin thì các bác nhớ cho em là cắm vào cái cổng đằng sau và cái đầu còn lại của nó là sử dụng cái nguồn USB nguồn 5V. Đấy là các bác cắm sạc cho cái đèn này. Và khi nào mà đầy pin thì các bác lại lôi lên các bác dùng. Bộ này là 70k bộ nhá. Đèn học có tích điện và có cả chống cận. Có cả chống cận nhá, 70k bộ. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái máy cạo râu 9D. Đấy, lên mã em xem cái con máy cạo râu 9D, con này thì bán cực kỳ nhiều mà dùng hay lắm. Đấy. Đây. Nó có cái đầu này là cái đầu massage rửa mặt này. Đấy, cái đầu massage rửa mặt đây bác các con. Đó. Ở đây các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái con máy cạo râu 9D nhá, máy cạo râu 9D này, mã của nó sẽ là máy cạo râu 9D, em báo giá luôn 100k một cái con máy cạo râu 9D, chỉ có 100.000 một con thôi, dùng cực kỳ là thích luôn. Đây, có cả cái phần đầu tỉa mũi này bên trong nhá, bên trong mình sẽ có là sách hướng dẫn sử dụng này, cộng dây cáp sạc nha. Con này các bác sạc một lần các bác dùng chắc cả vài tháng luôn. Đấy là các bác cạo ít nhá, còn các bác cạo nhiều chắc là tầm tháng sạc một lần. Pin nó trâu lắm, đấy pin trâu dã man luôn. Đây, nó thân máy đây nhá. Đó, đây là những cái đầu thay thế này. Cái đầu này là các bác dùng để tỉa lông mũi này. Nói chung là con này đa năng, có 100.000 thôi, rất đa năng nhá, rất nhiều những cái hay luôn. Đây em sẽ quay chi tiết bác coi. Các bác đợi chút ném bóc, đóng gọn kỹ quá. Đây cái đầu tăng đơ này, lại đầu tăng đơ. Và đây là thân máy này, thân máy thì nó đã lắp sẵn cái bộ đầu cộng cạo râu rồi. Hàng này của nó sẽ hàng 3 lưỡi nhá, nên khi mà các bác cạo rất là nhanh. Đấy, các bác cạo thì các bác cứ di sát mặt cho em, di sát mặt và các bác di thật đều tay là máy chạy rất là ngon lành rồi. Đó, khi nào mà các bác muốn vệ sinh các bác bấm nút này, đấy nó sẽ bật ra thì các bác dùng để vệ sinh. Đấy, con này nó có chế độ là tự làm sắc lưỡi nhá, nên là các bác yên tâm không cần phải thay lưỡi đâu. Các bác càng càng cạo thì nó sẽ ma sát với lại cái phần lưới bên trong này, thì nó sẽ có chế độ là tự động mài sắc nhá. Đấy, tự động mài sắc lưỡi, nên các bác yên tâm dùng chắc khoảng tầm 5 năm chắc các bác phải thay một lần. Đó, lưỡi rất là sắc rất là lâu. Đấy, còn các bác muốn không cạo râu nữa các bác rút ra, bác cắm cho em những cái đầu, ví dụ như là ở đây nó có cái đầu, một cái đầu là tỉa lông mũi này. Đấy, các bác cắm vô bật máy cho vào lông mũi các bác dùng, các bác tỉa lông mũi này. Đấy, khi nào mà tỉa lông mũi xong rồi các, ví dụ các bác muốn cắt tóc này, tăng đơ này, đấy cạo lông tai lông chân, các bác lắp vào đây, lắp cho em cái đầu tăng đơ này bật lên. Đấy, bắt đầu các bác cắt này, các bác cứ thế các bác gì thôi. Đấy, cứ thế các bác gì. Đấy, ví dụ hoặc là những cái râu dài các bác lắp cái tăng đơ vào trước, các bác rũ đi, sau đó có râu ngắn thì các bác lấy cái bàn này các bác cạo này. Đấy, lấy cái bàn này các bác cạo. Ngoài ra thì đây là cái đầu tăng đơ thì nó còn một cái đầu nữa, đó là cái đầu dạng như kiểu là gọi là đầu rửa mặt, đầu massage mặt đấy nhá. Đấy, đây đầu rửa mặt, đầu massage mặt. Đấy, các bác cắm vô đây, đó bật máy này, đấy nó sẽ quay nhá. Đây là kiểu rửa mặt massage mặt nhá, các bác cho vào
cho lên mặt để các bác gì nhá, các bác gì các bác cọ có massage cho nó sạch sẽ nhá. Đấy, rất ok. Nói chung là một chiếc máy rất đa năng, có một, thứ nhất là thân máy này đi kèm nó một cái đầu rửa, một đầu rửa mặt này. Đấy, đi kèm nó một cái đầu tăng đơ này. Đấy. Và cuối cùng là một cái đầu đồ cạo râu. Nói chung là khi mà các bác mua cho em bỏ ra 100.000 nhưng mà các bác sở hữu rất nhiều những cái món khác nhau. À đây, có mấy cái đầu nữa, đó là cái đầu tỉa lông mũi nhá. Đấy, tỉa lông mũi này. Đấy, một này, thân máy là một này, một đầu cọ là hai này, đầu tăng đơ là 3 này, đầu cạo râu là 4, đầu tỉa lông mũi là 5 này. Đấy, khi mà các bác bỏ 500.000 sở hữu là 5 món đồ luôn, 5 món đồ. Đấy, trong một các bác sử dụng rất đa năng. Dành cho anh em đàn ông thì bộ này quá hợp lý rồi. Đấy, cạo râu, tỉa lông mũi, tăng đơ, cắt tóc. Đấy, đánh rửa mặt các thứ cho em quá ok một bộ luôn. Là 100k một bộ nhá. Hàng mới keng nguyên hộp nha. Đấy, hàng mới keng nguyên hộp luôn. Đó, và đi kèm vào cái cọng dây cáp sạc, các bác mở ra cái phần nắp đít ra. Đấy, thấy cái cọng dây cáp sạc chưa? Đấy, bây giờ các bác vào các bác cắm sạc cho một chút. Đấy, sau đó là các bác dùng cái này. Đấy, về các bác sử dụng cạo râu, rửa mặt, cắt tóc tăng đơ, tỉa lông mũi, đa năng luôn, và cạo cực kỳ sạch các nhá, cạo sạch lắm. Đấy, riêng dòng này các bác cạo không sạch không lấy tiền. Bỏ ra 100.000 sở hữu cho em là quá nhiều sản phẩm luôn. Giá quá tốt và sản phẩm dùng ok. 90k một chiếc máy cạo râu, 100k nhá, xin lỗi bác, 100k cho một con máy râu 9D này, 100k một con. Đấy, cạo râu, tỉa mũi, tăng đơ, rửa mặt các thứ cho em.